Sau khi để thua trong trận giao hữu với Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Uzbekistan. Và ở cuộc đọ sức với đại diện Trung Á, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ không sở hữu đội hình mạnh nhất. Hồ Văn Cường thi đấu chưa tới 20 phút ở trận thua Trung Quốc vừa qua khi bị rách mí mắt sau một pha va chạm. Tài năng gốc Nghệ An phải khâu 7 mũi và được các bác sĩ khuyến nghị tránh thực hiện các tình huống đánh đầu trong ít ngày tới để cố định vết khâu. Như vậy, cầu thủ 20 tuổi khó có thể tham dự trận gặp Uzbekistan. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam không có tổn thức lực lượng nào khác cho cuộc đọ sức diễn ra ngày 13 tháng 10. Tiến Linh tuy vừa nhận thẻ đỏ nhưng vẫn có thể ra sân khi trận đấu với đại diện Trung Á không được tính vào FIFA Days. So với Trung Quốc, Uzbekistan là thách thức lớn không kém đối với thầy trò Philippe Chuzier. Trong 17 trận kể từ đầu năm ngoái, đội bóng này chỉ để thua 3 lần, đều trước những cái tên vừa dự World Cup vừa qua là Costa Rica, Iran và Mỹ. Hồi tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Katanic thậm chí còn cầm hòa Mexico 3 đều. Chạm trán đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam không đặt nặng mục tiêu kết quả, mà kiên định với việc triển khai lối chơi theo triết lý kiểm soát bóng, yêu cầu các cầu thủ chủ động cầm bóng và ra quyết định. Trong buổi tập chiều tối ngày 11 tháng 10, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã phân tích, rút kinh nghiệm cho các cầu thủ, đồng thời có những thay đổi trong giáo án để giúp các học trò đạt được thể trạng tốt hơn so với trận thua Trung Quốc. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 19:35 ngày 13 tháng 10 tại Đại Liên. Cũng trong dịp này, Thái Lan bắt đầu chuyến đi châu Âu với trận lòng khách trên sân của Georgia, trong khi Malaysia tiếp đón Ấn Độ tại Kuala Lumpur. Thưa quý vị, trong chiều ngày 11 tháng 10, tại lượt trận cuối vòng loại Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành thắng lợi 5-2 trước đội tuyển Futsal Hàn Quốc, qua đó tiến vào vòng chung kết với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, đội bóng xứ Kim Chi cũng đi tiếp với suất nhì bảng. Chuyển sang những tin tức liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Gương mặt mới nhất được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội, đó chính là tiền đạo trụ cột của U20 nữ Việt Nam Ngọc Minh Chuyên. Với những ai dành sự quan tâm cho bóng đá nữ trẻ trong những năm qua, thì đây là một cái tên không hề xa lạ. Sở hữu danh hiệu vua phá lưới giải U18 Đông Nam Á 2022, U19 Đông Nam Á 2023, đồng thời đóng vai trò quan trọng giúp U20 Việt Nam góp mặt ở U20 châu Á. Ngọc Minh Chuyên đã đánh dấu tuổi 19 của mình với cơ hội được trao ở đội tuyển quốc gia. Hai danh hiệu vua phá lưới các giải trẻ và vai trò khó thay thế trong áo U20 nữ Việt Nam là bản CV ấn tượng giúp Minh Chuyên vinh dự góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Đây cũng là kết quả của quá trình tuyển chọn, kế thừa nhân sự giữa huấn luyện viên Mai Đức Chung và huấn luyện viên Akira. Chuyên của Thái Nguyên cũng là đã tập trung đội U20 nữ vừa qua thi đấu các cái giải ở Đông Nam Á, ở châu Á. Rất là tiến bộ, chúng tôi mới gọi lên. Và tôi rất là mong muốn là các bạn ấy sẽ tiến bộ, hòa nhập nhanh cùng với các chị. Sau khi em đã xong giải U19 của nữ, nên là em cũng rất là bất ngờ khi bác gọi em lần hai lên để cho em nhiều cơ hội hơn. Thành tích của em đạt được trong năm vừa qua thì cũng giúp em, cũng chưa được gọi là thành công đối với em, nhưng mà giúp em cũng được gọi là một bước đà để giúp em lên đội tuyển quốc gia và giúp em tự tin hơn để tập trung cùng các chị để được tốt hơn ạ. Điểm mạnh nhất của tiền đạo sinh năm 2004 là khả năng bứt tốc nhờ nền tảng thể lực tốt. Điều này đã được phát huy hiệu quả ở các giải trẻ cũng như ở câu lạc bộ Thái Nguyên T&T. Dù vậy, cường độ tập luyện ở đội tuyển quốc gia vẫn có nhiều khác biệt. Em tập luyện giữa U18 và U20 rất là khác. Khi tập với các chị phải đòi hỏi chuyên môn tốt hơn và bắt buộc em phải thích nghi thật sớm để em có thể tập theo các chị. Không có thần tượng ai? Đã có chị Huỳnh Như và chị Thanh Nhã. Chị Thanh Nhã là chị có tốc độ rất là tốt. Em rất muốn học hỏi từ chị đấy và khả năng sút xa chị đấy rất là tốt. Còn chị Huỳnh Như em rất là thần tượng chị đấy vì chị đấy có cố gắng trong tập luyện. Và đấy là tấm gương để nhiều người noi theo. Và chị đấy được đi thi đấu nước ngoài và là một tiền đạo rất là xuất sắc ở Việt Nam ạ. Được thi đấu liên tục trong áo đội tuyển U20 và câu lạc bộ chính là lợi thế lớn giúp Minh Chuyên không ngừng trưởng thành. Hy vọng rằng sự góp mặt của tiền đạo 19 tuổi sẽ tạo thêm sự cạnh tranh tích cực trên hàng công, không chỉ về lượng mà còn về chất, nơi đội tuyển nữ Việt Nam rất chờ đợi vào những sự kế thừa thay vì những cái tên đã quá quen thuộc
như Huỳnh Như hay Hải Yến. Trước thềm mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có sự đầu tư lớn ở vị trí ngoại binh khi họ đem về João Mário, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Benfica. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của chân sút này ở giải giao hữu Thiên Long Tournament, đội bóng phố núi đã tính đến phương án thay thế. Theo bản danh sách được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi đi VPF, thì đội bóng này đã quyết định điền tên tiền đạo Martin de Zila để thay cho João Mário. Theo tìm hiểu, Martin de Zila mang quốc tịch Ghana và anh từng thi đấu trong màu áo các câu lạc bộ như Lotto tại giải vô địch quốc gia bên Anh hay đội Edeni tại Zambia. Trong khi đó, để phục vụ công tác chuyên môn, câu lạc bộ Hà Nội đã quyết định đưa huấn luyện viên Cristiano Ronaldo từ đội U15 lên đảm nhiệm vai trò trợ lý tại đội 1. Đây không phải là nhiệm vụ khó với Cristiano Ronaldo khi ông từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tại câu lạc bộ BKMX Bình Dương hồi năm 2021. Theo kế hoạch, nhà cầm quân người Brazil sẽ bắt đầu công việc ở vị trí mới từ thứ 6 tuần này. Chỉ 2 ngày sau, ông Cristiano Ronaldo cùng người đang tạm quyền huấn luyện viên trưởng là Đức Tuấn sẽ bước vào bài kiểm tra đầu tiên khi đội bóng thủ đô có màn chạm trán với Thép Xanh Nam Định. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở một diễn biến khác, sau khi câu lạc bộ Bình Thuận xin rút lui khỏi giải hạng nhất quốc gia, phía VPF đã kiến nghị VFF giữ nguyên lịch thi đấu giải hạng nhất và cúp quốc gia 2023-2024 đã ban hành. Theo đó, các đội gặp câu lạc bộ Bình Thuận ở cúp quốc gia sẽ đi tiếp, trong khi ở giải hạng nhất thì sẽ được nghỉ thi đấu tại lượt trận đó. Kết thúc mùa giải 2023, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định có nhiều thay đổi. Ngoài việc chia tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, thì 4 cầu thủ trụ cột gồm Jeremy Lynch, Raffenson, Tiến Duy hay Lý Công Hoàng Anh đều rời đi. Mùa giải năm nay, đội bóng của tân huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy không còn quá sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng như những mùa giải năm trước. Họ mang về các ngoại binh người Brazil Leonardo de Melo, Alexandre Alan, đồng thời chiêu mộ các nội binh như Vũ Minh Tuấn, Vũ Xuân Cường. Dù gặp khó khăn, nhưng đội chủ sân Quy Nhơn vẫn rất tự tin hướng đến mùa giải mới. Việc không có những bản hợp đồng bon tấn tạo điều kiện cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định xây dựng đội hình giàu bản sắc địa phương hơn, trao thêm cơ hội ra sân cho những nhân tố tiềm năng. Bên cạnh đó, trong tay huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn còn nhiều ngôi sao như Đặng Văn Lâm, Cao Văn Triền, Hải Đức Trình hay Đỗ Văn Thuận, những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm qua, tạo nên bộ khung ổn định, giúp đội bóng xứ Nẫu tự tin hướng đến mùa giải mới. Covid diễn ra, kinh tế bắt đầu suy thoái thì việc các tập đoàn có bị ảnh hưởng ít nhiều về cái tài chính. Nên việc chúng tôi thi đấu ở trong một cái mùa giải nó không nổi bật như các mùa giải mới là điều tất nhiên. Không phải một mình đội chúng tôi, các đội khác cũng như thế. Nên cái việc mà nâng cấp đội hình hay là đội hình nó ra đi nhiều cầu thủ nó không quan trọng, mà quan trọng là cách chơi của chúng tôi. Về lối chơi của đội thì khi chú Huy và anh Cường về làm thì chú và anh thì muốn đội muốn chơi tức là phát triển bóng từ dưới lên, cố gắng làm sao kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận tốt. Các tiền vệ trung tâm đội cũng rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm thì là sẽ giúp ích cho các em trẻ ở Bình Định, các em sẽ phát triển tốt. Tùy vào từng trận đấu chúng tôi sẽ có những cái chiến lược khác nhau, nên là không có một cái gì là cụ thể cả, và chúng tôi vẫn làm sao là cố gắng cống hiến hết mình để không phụ lòng khán giả Bình Định. Với chức vô địch tại Thiên Long Tournament đầu tháng 10 vừa qua, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định cho thấy họ vẫn là một đội bóng rất đáng xem tại V-League. Chắc chắn người hâm mộ sẽ rất trông chờ vào hình hài mới của đội bóng đất võ sau những thay đổi về mặt nhân sự. Vào chiều ngày 11 tháng 10, giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước. Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở trận đấu tranh hạng 7 của nữ là màn đọ sức giữa Gelesimco Thái Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Gelesimco Thái Bình tỏ ra áp đảo ở hai set đấu đầu tiên với chiến thắng 25-9 và 25-14. Mặc dù các cô gái thành phố Hồ Chí Minh đã rút ngắn tỷ số sau khi giành chiến thắng 25-19 ở set 3, tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà cô trò huấn luyện viên Hồng Loan làm được. Bởi ở set thứ 4, Gelesimco Thái Bình đã không cho đối thủ cơ hội tạo ra bất ngờ với chiến thắng 25-8, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1.